cái cảm xúc mãnh liệt nhất của mình đến thời điểm này nó vẫn là cái mối tình đầu của mình. Mặc dù đó không phải là mối tình đầu đâu. Trước đó Lan cũng có quen một anh khác nữa, nhưng mà nó không phải là yêu. Mình chỉ biết người đó rồi mình thích người đó thôi. Nó chỉ dừng lại ở đó. Chứ còn nếu mà để yêu và để gọi là hy sinh á, thì với cái người mà Lan đang nói thì nó, đến bây giờ thì cái cảm xúc của mình vẫn rất là nhiều, nó rất là đầy. Và Lan cũng hơi tiếc là vì nếu như ngay tại thời điểm mà chia tay hai đứa đều trưởng thành hết thì sẽ không mất nhau. Bởi vì lúc đó còn quá trẻ. Khang hiểu.